Đức Tiến xin được phép chào tất cả mọi người đã đến với chương trình Radio Đồng Ca Nhỏ và giới thiệu những sáng tác mới. Kính thưa mọi người, là trong cái chương trình của cái đợt phát sóng lần này, mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người một cái ca khúc, nó tên là Chạy Trên Quê Hương. Thì những ngày tháng này của Sài Gòn, như mọi người cũng biết, đang có những cái cuộc thoát ra khỏi Sài Gòn, chạy nhiều hướng, mỗi người trở về nơi quê hương mà mình đã sinh ra, những vùng quê khi mà Sài Gòn trong cơn dịch bệnh với những đợt giãn cách cũng như là những đợt phong thành kéo dài, ảnh hưởng đến rất nhiều những cái cuộc sống thường nhật. Những người có của ăn của để thì cũng sẽ phải khó khăn theo thời gian. Nhưng những người như Tiến nói là người làm đồng nào xào đồng đó, những tầng lớp lao động, những tầng lớp công nhân, họ sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua cái cơn đại dịch này. Bởi vì sao? Bởi vì như mọi người cũng biết là cái việc mà làm đồng nào xào đồng đó, có đồng nào thì sẽ xài hết cho cái ngày đó, việc tích trữ là rất khó. Nên cái việc mà bây giờ ngày nào cũng không có việc làm, ngày nào cũng phải ăn, rồi cũng phải xài như bao ngày, có thể xài ít hơn, nhưng đợt giãn cách kéo dài sẽ rất khó khăn. Và khó khăn như thế nào thì chắc là chúng ta cứ ướm mình vào cái người trong cuộc, chúng ta sẽ thấy. Hôm nay là đợt thứ hai mà trên mạng đang nổi sóng những cái tin và của những người thoát ra khỏi Sài Gòn để trở về quê của mình. Thì Tiến thấy rằng là có những nơi, có những người đại diện cho chính quyền ra khuyên tất cả mọi người là hãy trở lại nơi cư trú và thành phố sẽ chăm lo cho mọi người những phần lương thực gọi là cứu trợ kịp lúc. Thì việc này nó cũng sẽ làm ngăn bước những người muốn ra khỏi Sài Gòn. Nhưng một cách nào đó để ổn định xã hội thì dĩ nhiên chính quyền sở tại phải có giải pháp. Thì tôi chỉ hy vọng rằng tất cả những cái nỗi đau và tất cả những khó khăn mà chúng ta đang phải đối đầu sẽ cùng vượt qua, sẽ cùng nhau chia sẻ trong cái cảnh khốn khó này, trong cái tình đồng bào, tình máu đỏ da vàng, tình người Việt. Như là cái câu ca dao bầu ơi thương lấy bí cục, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, hay là lá lành đùm lá rách. Thì cái ca khúc mà tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người trong cái đợt phát sóng này là một ca khúc tôi cũng vừa mới viết. Viết về cái cuộc ra đi trước, và ngày hôm nay tôi phát lên trong cái lần mà thấy mọi người đi và thấy trên mạng nhiều thông tin như vậy, rất buồn. Và ca khúc có tựa đề là Chạy Trên Quê Hương, để nói về tâm tình của những người lao động. Sài Gòn là nơi để nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng hạnh phúc, dung dưỡng gia đình, tình yêu thương của một người xa xứ. Nhưng bây giờ Sài Gòn không đủ sức khi Sài Gòn chở bình. Và tâm tình của người cha cũng vậy. Con ơi, biết là phải như vậy, nhưng mà nếu ở lại thì biết lấy gì để cha yêu thương, để cha nuôi dưỡng gia đình của mình. Đó là tâm tình trong ca khúc Chạy Trên Quê Hương. Mời mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
giấc mộng đời phố thì dở dàng. Có giọt lệ như đang trong mắt cha nhìn về Sài Gòn. Ngày nào rời xa quê hương tìm lên chốn phồn hoa Sài Gòn. Áo khăn quê buồn đời cha dành hết cho mẹ cho con. Giờ đành xa nơi đây khi quê hương yếu đau một thời. Ra đi hay chưa về ít làm sao với Tết kỳ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn cha nào đâu mua chân nào. Những con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng. Sài Gòn của bao dung đành hẹn ngày sau về cùng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.